Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Zombie Tsunami. Hôm nay các bạn hãy cùng mình đi quậy thôi nào. Lại bắt đầu một ngày mới. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng anh bạn Superman và cô nàng tiên xinh đẹp mặc cái váy màu hồng, đội chiếc mũ màu hồng với mái tóc màu vàng đi chiến đấu nhé. Ok. Và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha. Ngày nào mình cũng làm video hết. Ok, mong các bạn hãy đăng ký kênh theo dõi ủng hộ nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi chiến đấu. Anh bạn Superman chúng ta đã biến hình rồi. Anh ta biến hình thành một cái Superman siêu bự. Đen tèn. Ủa, con nàng tiên này mới hung một nụ hôn tử thần cho một trái bom. Mở bánh luôn. Wow, đây chúng ta sẽ biến thành đầu bự đầu nhỏ rồi các bạn ơi. Đó, các bạn thấy chưa, quả bí ngô đầu bự đầu nhỏ rất là đẹp luôn. Ok. Có anh bạn này đang kêu cứu rồi, bay xuống hốt anh ta liền. Bay xuống cứu anh ta lập tức luôn. Đó, zombie các bạn thấy cái miệng nó bự ghê chưa. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy con zombie nó đầu bự đầu nhỏ như thế nào. Quá bự luôn đúng không nào. Đó. Rồi, anh bạn Superman. Superman có hai con mắt mà trồng màu hồng luôn. Trồng mắt của Superman màu hồng các bạn ơi. Ở đây là vùng đất Ai Cập. Ai Cập các bạn ơi. Ok, hốt cô gái này luôn. Phá chiếc máy bay. Đó, gọi là chúng ta gọi là phá hoại luôn. Lật ơi chết rồi, 10. Ô 16 rồi kìa, trời ơi. 16 anh em mới lật nổi chiếc máy bay mà lúc nãy mình coi nhìn trên đó có 15 và chúng ta vừa nhảy lên một con số. Ok, bây giờ chúng ta đã biến thành rồng rồi. Rồng là có sức mạnh rất là kinh khủng nha các bạn. Đây các bạn thấy bay ghê chưa. Đó, chú rồng bay rất là đẹp luôn. Bay ngang với Superman luôn. Con nàng tiên bay tới phía trước rồi. Con nàng tiên cắn quá. Bay cắn con nàng tiên luôn. Đó, các bạn thấy chú rồng mạnh chưa. Phun lửa luôn, rất là bá đạo. Bay lên. Đẩy chiếc xe luôn. Đó, phun một đống lửa là không còn cái gì còn hết. Ui, nguy hiểm quá các bạn ơi. Ui, nguy hiểm quá. Cái rồng có cái đầu rồng là có cái mình rồng là quan trọng, còn cái đầu rồng là mất cái đầu này còn cái đầu khác. Rất là bá đạo luôn. Ôi, mới hốt 4 anh em về tem. Ui, bây giờ thử cái giật nguy hiểm quá các bạn ơi. Cái giật nó rất là nguy hiểm luôn. Với tốc độ nhanh là mình không thể nào nhảy kịp luôn á. Ok, và bây giờ thì cái gì đây, dấu hỏi này sẽ cho chúng ta đứng ra. Quá tuyệt vời luôn anh em ơi. Anh em chúng ta gọi là rồi, còn có mấy đứa kia gọi là đi tắm đìa hết rồi. Nó đi tắm sông hết rồi các bạn ơi, nó bỏ anh em mình kìa. Ui nguy hiểm. Trời ơi còn một đứa. Cuối cùng là vẫn còn một đứa các bạn ơi. Đó, các bạn thấy chém ghê chưa, ninja có khả năng gọi là phóng phi tiêu chém bom đồ khí thế luôn. Không những cả bom mà cả xe luôn á các bạn. Đó, lỏng eo. Rồi, ninja là phải vậy mới được. Còn Superman là phá bom là bá đạo rồi. Không còn phải bàn cãi nữa. Ok, nhảy lên. Rồi, tốc độ bắt đầu nhanh rồi các bạn ơi. Mà anh em chúng ta chỉ còn có 3 người thôi. Đó, mình phải gọi là rất là tập trung luôn. Ok, 11 anh em rồi, còn 10 rồi. Căng thẳng luôn các bạn ơi. Oh my god. Cùng nhau nhảy xuống đè tắm hết rồi. Còn về không sao, con nàng tiên biết đẻ. Con nàng tiên đẻ cho chúng ta được một đống anh em 13 luôn rồi. Tổng cộng anh em chúng ta đang có 13. Đó, siêu nhân đã xuất hiện. Để xem sức mạnh của Superman đây. Superman này là chuyên gia gọi là bảo vệ chúng ta luôn. Ui nguy hiểm. Ơi sao mà cái này nó nguy hiểm thế. Nó nguy hiểm quá luôn. Còn có 5 anh em thôi. Nhảy lên. Tổng cộng não chúng ta đã được 101 luôn rồi các bạn ơi. Nhảy lên. Ok. Bây giờ quan trọng một điều là còn sống chứ không còn quan trọng là kiếm tiền nữa. Đó, bây giờ chúng ta chỉ còn 2 anh em thôi. Mới cha. Ok, chúng ta đã biến thành robot. Đó, robot có sức mạnh rất là kinh khủng luôn. Đó,
robot mà nhảy lên một phát rồi ngoài sau lưng có cái tên lửa liền luôn á các bạn. Đó, các bạn thấy robot của chúng ta lợi hại ghê chưa? Nhảy lên nào. Ten 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 ten. Superman. Thành bạn Superman chúng ta đã bị biến nhỏ xíu rồi. Và bị nguyên cái con robot che luôn rồi. Đó, con robot quá bự. Đã che mất anh bạn Superman. Ok, anh bạn Superman biến hình thì anh bạn Superman mới bự được. Nhảy lên nào. Nhảy lên. Nhảy lên. Quá nguy hiểm luôn. Sao mà đất đá đâu mà nó xa dữ vậy không biết. Anh em đâu hết rồi. Oh yeah, chúng ta vẫn còn một con. Quá tuyệt vời. Không sao, vẫn còn sống là được rồi. 117 rồi anh em ơi, cố lên nào. Chúng ta vẫn còn sống. Ok. Trời ơi, cao quá và xa quá. Nhảy xa quá. Gọi là anh đi xa quá rồi. Ok, chúng ta đã lên đường. Và chúng ta xong cái nhiệm vụ rồi. Rượu khỉ não trắng hả? Ok, tiếp theo là kem vòi bạch tuộc. Ten ten, chúng ta sẽ chiến đấu tiếp thôi nào. Ok, 119 anh em. Một con số không phải nhỏ. 119 anh em là rất là nhiều luôn rồi đó các bạn ơi. Các bạn chơi được bao nhiêu? Bao nhiêu cái não bạn comment bên dưới video cho mình biết nha. Hôm nay có ai chơi khá hơn không nào? Ồ, chúng ta có một cái món đồ mới kìa các bạn. Để mình vô mình mua cái món đồ mới đó xem. Đây, món gì đây? Bom su thần kỳ. Tăng 10% sức mạnh của bom su từ chợ. Ok, chúng ta mới xúc nó rồi. Ồ, xe su thần kỳ hả? Mình được bom su thần kỳ rồi còn chờ tới xe su thần kỳ. Bây giờ chúng ta sẽ đi chiến đấu thôi nào. Tăng 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 tăng. À, mới vô là chúng ta sẽ được 14 anh em. Ok, 15 luôn. Còn con số rất là đẹp. Đó, nhảy rơi xuống cái rầm là 15. Ok, bay lên nào. Một nụ hôn rất là đỏ tươi của cô nàng nàng tiên luôn. Nàng tiên có một nụ hôn rất là nổi da gà. Hùng người là hùng cô nàng tiên này thoa cái môi son đổ quét à, cho nên hùng phát một đó là dính nguyên cái dấu son luôn các bạn ơi. À, Superman đã biến hình tới rồi. Thôi nào cẩn thận mới được. Mấy cái giật này nhảy nhảy một phát một là anh em chúng ta xuống giật nằm hết luôn á. Và chúng ta có một cái nón của ông già Noel kìa. Một con zombie đang đội chiếc mũ ông già Noel. Oh my god. Chưa gì hết mà anh em rủ nhau nhảy xuống đìa hết trơn luôn. Quá đạo quá đi. Không sao, chỉ là mới bắt đầu thôi các bạn ơi. Mới bắt đầu thôi. Rồi nào chúng ta sẽ gọi là đi nhảy lên, đi quậy thôi nào. Hút tất cả anh em về tem luôn. Đó, đưa tất cả anh em về. Ten ten ten, cô nàng tiên dục mấy cái đồng tiền ra cho mình kìa. Oh yeah, Superman thể hiện bản lĩnh đi nào. Tấn công nào anh bạn Superman. Đụng cái gì cũng biến thành bom su hết các bạn. Oh yeah, đây là cơn sóng su đó mi. Su 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 đó mi. À, mình biến thành cơn sóng rồi là mình bắt đầu rất là mạnh luôn. Càng quét được mọi thứ. Gọi là chống lại cái cơn sóng này được hết. Cơn sóng này rất là bá đạo nha các bạn. À, và đây là Los Angeles. Los Angeles, một cái thành phố rất là đẹp về đêm. À, các bạn thấy ơi, nhìn đèn là rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ thì chúng ta quậy coi nào. À, những con zombie rất là mạnh. Khi mà một con thì không là gì hết, nhưng mà nhiều con tổng hợp lại là nó sẽ lật nguyên chiếc máy bay. Oh my god. Nó rủ nhau xuống đề nó tắm nữa rồi các bạn ơi. Ok, chúng ta đã có kem vòi bạch tuộc. Kem vòi bạch tuộc này, nó đã mở cho chúng ta một chiếc mũ mới luôn. Quá tuyệt vời. Hôm nay mình đã có đồ mới làm cho các bạn xem nữa rồi. Để mình sẽ bay vô mình mua chiếc mũ mới này nhé. Đâu rồi chiếc mũ đâu rồi, để mình vô mình
từ từ đi kiếm cái mũ coi. Đây rồi, cái mũ đầu bếp 4.000 đồng. Xong, anh em chúng ta đã có rất là nhiều mũ rồi. Cái mùa cái tiếp theo là chúng ta sẽ mở được một cái khóa mới, kỹ Zura. Ok, các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha. Ngày nào mình cũng up hết. Và mong các bạn hãy đăng ký kênh, like và share video ủng hộ cho mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.